Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định Hôm nay thì Đức Minh sẽ mời các bạn đi làm cùng với Đức Minh Để lắp đặt một cái cổng Nhôm Đúc cho nhà chùa ở trên Hà Nội Để quý vị có thể là tiện theo dõi xem là cái quá trình lắp đặt của công ty Nhôm Đúc Nam Định Được tiến hành như thế nào Đầu tiên khi mà quá trình là ký hợp đồng cũng như là lên thiết kế của công ty Nhôm Đúc Nam Định và trao cho chủ đầu tư và khi mà chủ đầu tư đã chốt được cái phần uh, thiết kế, mẫu mã và kích thước thì là chúng tôi sẽ tiến hành về sản xuất, cổng nhôm đúc. Uh, thông thường trong cái quá trình sản xuất thì uh, chúng tôi sẽ làm trong vòng tầm khoảng từ 35 cho đến uh, 45 ngày một cái công trình như thế này. Và khi mà uh, làm xong thì là chúng tôi sẽ vận chuyển bằng xe tải hoặc là xe cầu lên công trình để lắp. Thông thường thì ở đây là chúng tôi sử dụng cái phần xe tải để vận chuyển lên. Khi đến công trình thì là chủ đầu tư sẽ kiểm tra lại cái phần sản phẩm của mình một lần nữa, xem có đúng với cái phần thiết kế uh, ký kết giữa công ty nhôm đúc nam định và quý khách hàng hay không. Khi mà đã đảm bảo được đúng chất lượng kích thước thì là chúng tôi sẽ tiến hành lắp đặt ở đây thì bộ cổng này thì chúng tôi đang tiến hành uh, lắp đặt cái phía phần cánh bên trái của uh, bộ chính và cái uh, cánh phụ thì là chúng tôi đã tiến hành lắp đặt xong các uh, kỹ thuật viên của công ty nhôm đúc nam định đang uh, tiến hành hàn cái phần tai bên trên vào cái phần cối bi của cái bộ cổng chính và đây là cái phần uh, cổng phụ chúng tôi đã tiến hành làm xong các bạn có thể thấy cái phần uh, cối bi đã được chúng tôi gia cố hàn và đóng vào cái phần nền phía bên dưới và cái cối bi phía bên trên là chúng tôi cũng đã hoàn thiện uh, lắp tai và hàn xong uh, thông thường một bộ cổng chính và hai bộ cổng phụ như thế này thì là chúng tôi sẽ tiến hành làm trong vòng tầm khoảng một ngày chúng tôi sẽ có mặt tại công trình tầm khoảng từ 7 rưỡi và đến tầm khoảng 4 giờ đến 5 giờ chiều là chúng tôi sẽ hoàn thành xong lắp à, phần lắp đặt khi đến công trình thì à, chúng tôi sẽ tiến hành là dạo cổng khi dạo cổng là chúng tôi sẽ gá thử cái phần à, cổng lên và chúng tôi kiểm tra xem là cái mặt phẳng của cổng đã vuông góc với nền hay chưa cũng như là cái phần hai cánh của bộ cổng là được chúng tôi ghép thử để cho nó phẳng đồng nhất cùng với nhau đây là cái cánh thứ hai lan nữa chúng tôi sẽ lắp à, bộ cổng này là bộ cổng nhôm đúc à, chống đồng cây trúc hoa mai một trong những bộ cổng rất là à, được ưa chuộng cho các cái phần đình chùa và các cái phần nhà thờ thì là rất nhiều công trình đã sử dụng cái mẫu này như vậy là chúng tôi đã à, tiến hành hàn xong cái tai ở phía bên trong của à, cánh chính và bây giờ chúng tôi di chuyển ra ngoài để hàn cái phần à, bề mặt bên ngoài để cho cái mối hàn nó được ngấu cũng như là đảm bảo được cái phần À, chắc chắn của cái bộ cổng này bộ cổng này thì được chúng tôi sơn nhũ đồng và màu cà phê cái bộ cổng như thế này thì màu nó rất là phù hợp với những cái màu nâu của phần chùa hay sử dụng trong các cái phần màu áo cũng như là các cái họa tiết hoa văn trong chùa thường thường hay có những cái màu nâu đất thì cái màu cổng đã được chúng tôi sơn như thế này Nó rất là phù hợp với cái phần Tông màu trong Toàn thể cái Không gian kiến trúc của uh, Ngôi chùa uh, Quý vị mà có nhu cầu Làm về những cái Bộ cổng nhôm đúc cho nhà chùa Như thế này thì hãy liên hệ với Công ty nhôm đúc Nam Định Theo số hotline là 0946 266 860 Thì à, chúng tôi sẽ lên những cái thiết kế nó phù hợp nhất cho quý vị và các bạn ở đây là cái phần cánh phụ cánh phụ ở đây thì do cái phần xây dựng từ trước cho nên là tôi cảm giác nó hơi nhỏ một chút so với phần bộ cổng chính thông thường nếu mà để cái cổng phụ nó rơi vào tầm khoảng 1 mét 2 cho đến 1 mét 28 thì đấy là cái trung bình nhưng ở đây thì cái thiết kế này nó nhỏ hơn một chút để nó ưu tiên cái phần cổng chính thường thường cổng tam qua thì sẽ có ba cổng một cổng chính và hai cổng hai nách hai bên à, quý vị mà cần tham khảo thêm những cái mẫu cổng nhôm đúc thì hãy liên hệ với công ty nhôm đúc nam định để chúng tôi gửi cho quý vị và các bạn những cái mẫu cổng đẹp nhất mới nhất để quý vị tham khảo xin chào các bạn và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các công trình sau